Vâng, trong những năm gần đây, chuyên gia ngành da liễu tại Việt Nam đã và đang có những bước tiến đáng kể trong chẩn đoán và điều trị bệnh da. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về da đã được các chuyên gia bác sĩ chia sẻ trong Hội nghị khoa học Bệnh viện Da liễu Hà Nội được tổ chức mới đây. Hội nghị là cơ hội để những bác sĩ, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ trao đổi, cập nhật kiến thức, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị và chăm sóc thẩm mỹ. Với sự có mặt của hơn 500 đại biểu là các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế, cùng hơn 20 bài báo cáo và trình diễn kỹ thuật mới nhất được trình bày trong 4 phiên khoa học với nhiều chủ đề có giá trị cao như tương tác giữa fibroblast và melanocyte, góc nhìn mới trong điều trị giám má, ứng dụng điểm mạnh của laser pico giấy trong da liễu. Với lịch sử 70 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã cho thấy vai trò của y tế tuyến đầu trong việc thực hiện khám chữa bệnh, đào tạo chuyên môn khi luôn học tập những kỹ thuật mới, những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ để đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tại đây còn có hàng chục gian trưng bày, giới thiệu các trang thiết bị, sản phẩm chuyên gia ngành da liễu.